Mà cái thằng thai mua bán bát bạch mà sửa bát bạch lên. Ok. Rồi quay cái xe rùa của ngoài chín đưa lên mọn rồi đó. Đấy, kiểu này trời tới mưa là mắc xe rùa. Nè. Sáng chưa? Đây là. Một chấm tính.
clip hầm cho mấy bò hay giật chân. Thank you.
mình nắng nắp lại. Ah.
Ha ha ha.
Thank you.
con nhân dân, tổ dân phố là hai thông báo của ban nhân dân, các bộ phổ bộ phổ bộ công dân, công tay ba hay là công tay báo. Mấy cái ba? Dạ, hai ký. Bye.
bà của bà xóa ra mà quăng lon lộn mất không một cả. Thank you.
Không, bắt đầu. Em. Bắt đầu chạy theo. Chạy vô nhà. Thank you.
nhờ. Thank you.
Cái cua chỗ đó. Alo. Cái giờ là ông ngoài đi chứ. Chị Phương ơi, em về giống rồi, em rửa này em cho. Món này, con hiếm.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
cái đĩa chút chút dây dễ dây nó bị
đang thu được bác chị xéo mua vậy nó canh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đừng có quên nó ra chợ nha. Đấy. Được gì đó. Còn như vậy. Còn như vậy. Còn như vậy thì gì làm? Không có lẩu mùa này. Thank you.
Thank you.
Mở vô. Ha ha ha!
đi, đưa bô cô bỏ vô cành bô cho con. Có đạo vô xe kìa. Đúng rồi. Đầu tiên cũng nhận được tôi đó, đầu ký, muốn ký dụng ký vô đó. Đầu ký. Cô nghỉ cho anh ăn. Mất thêm nữa. Cái đầu đó mua. Ủa bác? Bác ăn đi nào hết có bác? Có ăn được là mua mua. À, mua về cho chú ăn. Mua tí hả nằm? Ừ. Mày ăn cá tao hả? Cái gì dừ ra cái đau quá rồi cá tao chứ bỏ tưởng đâu có làm chi. Bữa. À chạy đi mua nha. Đã có mua bạch thì hơi báo 10 giờ. Thế bị gì nhòa hết chứ gì của nhòa đây chứ đó hay mà cái bị đau không để không mốt lâu tự nhưng mà có tiền theo người người nghe cái bị nha đào bảo lên đây rồi lâu
sao nó cũng còn đẹp.
Thank you.
đúng không? Cái gì? Mấy đứa chắc không đi về sao? Đi về cho là đâu? Tào bác có kìa. Không kể em thêm miếng. Cái này mình nướng cho tắm em thôi. Quà chung để rồi. Nước xanh nước bà kèm bà phá. Mấy chị hư đi. Mà còn hư. Tại vì hớt mấy cái này nè. Mấy chị đọc đó. Mình lục chấm đẹp. Bỏ xin bỏ thép rồi. Đã bắt đi.
Come on.
hết trơn á. Tao mới bò ngồi đây mà lái hết chục. Thank you.
Thank you.
Nhưng mà cái thằng thai mua món bát bạch mà sửa bát bạch lên.